Bệnh viện Bưu điện vừa cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim do huyết khối gây tắc hoàn toàn thân trung, động mạch vành trái. Đây là trường hợp vô cùng huy hữu bởi người bệnh sẽ ngừng tim, tỷ lệ cứu sống gần như bằng không. Bị những cơn đau thắt ngực cách đây 3 tháng nhưng ông Nguyễn Văn Thanh chủ quan không đi khám. Chỉ khi những cơn đau xuất hiện liên tiếp ông mới đi khám tại bệnh viện Bưu điện. Ngay lúc này, ông xuất hiện cơn đau dữ dội, tụt huyết áp, trụy mạch tím tái, vã mồ hôi. Chỉ trong 10 phút, ông được đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch tư lượng xấu do huyết khối gây tắc hoàn toàn thân trung, động mạch vành trái. Theo các bác sĩ, các bệnh này rất hi hữu vì chỗ tắc động mạch vành trái nằm ở vị trí trọng yếu. Người bệnh vô cùng may mắn bởi vẫn còn chút huyết động, nhịp tim và quan trọng nhất là người bệnh lúc ấy đang có mặt tại bệnh viện được các bác sĩ can thiệp khẩn cấp kịp thời.